cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, hành vi giao xe ô tô cho người chưa đủ tuổi điều khiển được đề xuất tăng từ 4 đến 6 triệu đồng, đang áp dụng lên 28 đến 30 triệu đồng. Đối với xe máy mức phạt cũ 600 đến 800 nghìn đồng, dự kiến mức phạt mới 8 đến 10 triệu đồng. Lý giải với mức đề xuất tăng này, Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng đã xử lý hình sự một số trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện gây tai nạn giao thông. Việc nâng chế tài xử phạt với hành vi cố ý để dẫn tới tai nạn giao thông là một hình thức răn đe nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cách đây khoảng một tháng, Cục này ban hành kế hoạch cao điểm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Đồng thời, Cục cũng chỉ đạo Cảnh sát Giao thông tăng cường xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện vào các hoạt động tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 9 năm 2024, tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em ở lứa tuổi học sinh xảy ra là 1.957 vụ, làm thiệt mạng 783 người, bị thương 2.018 người. Điều này cho thấy tình trạng lứa tuổi học sinh vi phạm còn diễn biến phức tạp. Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ đầu năm tới nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã lập biên bản hơn 182.000 trường hợp học sinh, trẻ em vi phạm. Riêng trong tháng cao điểm xử lý học sinh vi phạm, Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản hơn 48.000 trường hợp. Trước tình hình trên, Đại tá Phạm Quang Huy nêu ra một số giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh. Vấn đề quan trọng đầu tiên đó là cần rà soát, khắc phục các điểm đấu nối trực tiếp các nút giao giữa các cổng trường với các tuyến đường có tốc độ phương tiện lưu thông cao, giải tỏa các khu vực hành lang bị lấn chiếm làm che khuất tầm nhìn khu vực ra vào trường học. Việc tiếp theo là cần phải đảm bảo chất lượng các phương tiện phục vụ cho việc lưu thông của các em lứa tuổi học sinh. Thứ ba là cần phải huy động các tổ chức đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình trong việc quản lý, tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, kiến thức, chấp hành luật giao thông cho các em lứa tuổi học sinh. Một vấn đề quan trọng nữa, theo ông, là cần huy động nhân lực vật lực để đào tạo bồi dưỡng những tuyên truyền viên, báo cáo viên, giáo dục các phương pháp, kỹ năng lái xe cho học sinh, xác định khi ngồi lên phương tiện sẽ là nguồn nguy hiểm cao độ không chỉ là an toàn cho chính bản thân người điều khiển, mà còn gây ra nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Việc lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm để răn đe cũng là vấn đề quan trọng trong các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh. Mới đây, Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp đã họp với đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số đơn vị về nội dung Thông tư số 46/2024 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cùng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cùng nêu ý kiến giải trình thông tin về quá trình xây dựng văn bản căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn khi tham mưu trình lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản. Trong đó đặc biệt là thực tiễn, hoạt động giám sát, ghi âm ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thời gian qua. Theo các cơ quan thuộc Bộ Công an, sau khi thông tư số 46/2024 được ban hành, người dân vẫn được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình để giám sát quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã được pháp luật quy định và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi công vụ, cơ quan soạn thảo của Bộ Công an khẳng định.
Thống nhất với nhận định đánh giá bước đầu của cục kiểm tra văn bản, các đại biểu đề nghị Bộ Công an cần quan tâm đẩy mạnh truyền thông chính sách để đảm bảo cho người dân được thực hiện quyền giám sát, trong đó có quyền ghi âm ghi hình hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông theo quy định của pháp luật. Theo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Người dân sẽ được giám sát cảnh sát giao thông qua 5 hình thức, đó là tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, quan sát trực tiếp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc giám sát phải đảm bảo các điều kiện gồm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ ở ngoài khu vực thực thi công vụ. Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo lần 4 nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo dự thảo mới nhất, cơ quan soạn thảo dự kiến hàng loạt hành vi sẽ bị trừ hết 12 điểm bằng lái xe trong một lần nếu người điều khiển phương tiện vi phạm. Đó là những hành vi người điều khiển xe ô tô, xe máy và các loại xe tương tự vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở, mức kịch khung, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất cấm khác. Người lái xe ô tô lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, đuổi nhau, dùng chân điều khiển vô lăng khi xe đang chạy trên đường mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát hoặc gây tai nạn giao thông. Tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của cảnh sát đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên. Tài xế xe ô tô điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h mà gây tai nạn giao thông. Người cầm lái xe máy điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong và ngoài đô thị điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. Tài xế xe máy điều khiển phương tiện buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. Phương tiện gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe và điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc là gắn biển số giả. Không chấp hành việc kiểm tra tải trọng khổ giới hạn xe khi có tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra tải trọng khổ giới hạn xe. Chuyển tải hoặc dùng các thủ đoạn khác để trốn tránh việc phát hiện xe chở quá tải quá khổ. Đáng chú ý, tài xế có hành vi đua ô tô, xe mô tô trái phép trên đường giao thông cũng bị phạt trừ từ 12 điểm giấy phép lái xe. Dự thảo lần 4 cũng đề xuất sau khi người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và đồng bộ với cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, dữ liệu điểm bằng lái xe sẽ được phục hồi và cập nhật tự động trong cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó nêu rõ các loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng xe. Theo quy định tại khoản 5, điều 65 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, một trong những quyền hạn của cảnh sát giao thông khi thực hiện tuần tra kiểm soát là dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ, điều kiện của người điều khiển
khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, điều 56 luật này quy định cụ thể. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật, có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trừ người lái xe gắn máy, khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ sau đây: chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng nhận kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Như vậy, 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng xe từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 gồm giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với ô tô, bảo hiểm xe bắt buộc. Thay đổi về giấy phép lái xe trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đưa ra 4 thay đổi lớn về giấy phép lái xe, khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn, điều chỉnh thời hạn giấy phép ô tô, thay đổi thời hạn và quy định điểm cho giấy phép lái xe. Khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước đây. Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 sang giấy phép lái xe theo luật này. Thay đổi thời hạn của giấy phép lái xe. Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, giấy phép lái xe mô tô vẫn không thời hạn. Giấy phép lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi bằng B1 hiện nay và bằng B mới sẽ có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp, thay vì phụ thuộc vào độ tuổi người lái xe như hiện nay. Luật mới quy định giấy phép lái xe hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm. Hiện nay, giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, hạng C, DE, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm. Giấy phép lái xe hạng A1, A, B1 không thời hạn. Trước đây, giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không thời hạn. Hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi nữ và 60 tuổi nam. Nếu người lái xe trên 45 tuổi nữ và trên 50 tuổi nam thì giấy phép lái xe có thời hạn 10 năm. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng, gồm A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì 13 hạng như Luật Giao thông Đường bộ 2008, A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, DE, FB2, FD, FC, FE. Luật cũng thay đổi loại xe được lái trong trường hợp hạng A1 mới cấp cho người lái xe mô tô từ trên 50 phân khối đến 125 phân khối, thay vì từ 50 phân khối đến dưới 175 phân khối như hiện nay. Hạng A mới cấp cho người lái xe mô tô trên 125 phân khối thay vì trên 175 phân khối như hiện nay. Hạng A2, hạng B1 mới cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh thay vì xe ô tô như hiện nay. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, số điểm trừ tùy thuộc vào hành vi vi phạm. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính và trừ phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo cho biết tùy vào hành vi vi phạm mà sẽ bị trừ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 điểm. Việc trừ điểm không phải là hình thức xử phạt nên người vi phạm vẫn bị phạt tiền. Hành vi nào đã bị trừ điểm sẽ không bị tước giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và
không bị trừ điểm trong 12 tháng sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp bị trừ hết điểm, người lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau ít nhất 6 tháng, người vi phạm được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông do cảnh sát giao thông tổ chức để được phục hồi đủ 12 điểm. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, dữ liệu về điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu, việc trừ phục hồi điểm được tự động thực hiện trên hệ thống. Quy định này đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, qua đó quản lý tài xế trong suốt quá trình từ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến chấp hành pháp luật và tái phạm lỗi.